Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay của V-League sẽ ra các trận đấu của vòng 18. Trong ngày hôm nay thì sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài của Nam Định với Bình Định vào lúc 18 giờ và vào lúc 19 giờ 15 đó là cuộc so tài của Sài Gòn với Thanh Hóa. Ở trận đấu giữa Nam Định với Bình Định thì Nam Định có lợi thế sân nhà. Khi được thi đấu trên sân nhà thì Nam Định chơi rất là hay, đội bóng này có kết quả rất là tốt và cái điểm tựa trên sân Thiên Trường chính là cái dấu ấn mà để cho huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và các học trò của mình đã leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng trước khi vòng đấu này diễn ra. Với lợi thế sân nhà của mình thì Nam Định chắc chắn là sẽ đặt cái mục tiêu là giành ít nhất một điểm trước Bình Định. Tuy nhiên ở vòng đấu này thì Nam Định lại không có sự phục vụ của Mai Xuân Quyết và Phạm Mạnh Hùng. Đây là hai cái sự vắng mặt rất là ảnh hưởng rất lớn tới cái sức mạnh của Nam Định ở trận đấu này. Và trước một Bình Định đang bị tổn thương sau cái thất bại trước Thanh Hóa ở vòng đấu trước và rất khát điểm để đua vô địch với Hà Nội FC thì Nam Định được dự đoán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ngay cả có lợi thế sân nhà thì theo quan điểm cá nhân của mình thì Nam Định cũng khó để mà giành được kết quả thuận lợi ở vòng đấu này. Nếu như thi đấu tốt nhất có thể thì khả năng sẽ giành được một điểm, bằng không thì sẽ nhận thất bại với cái tỷ số có thể nói là tối thiểu hoặc là cách biệt hai bàn trước Bình Định. Trong khi đó thì trận đấu giữa Sài Gòn với Thanh Hóa vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Thống Nhất. Đây là trận đấu rất đáng xem đấy, bởi vì ở trận lượt đi thì Sài Gòn đã thua 0-4 trước Thanh Hóa trên sân vận động Thanh Hóa. Đó là cái thời điểm mà Sài Gòn đang có phong độ không tốt và họ bị thua nên bị vỡ trận cho nên mới thất bại. Ở trận đấu đó nếu như mà Thanh Hóa dứt điểm tốt hơn nữa thì có lẽ là sẽ thắng với tỷ số là 6-7-0 cơ. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Còn ở trận tái đấu này trên sân Thống Nhất thì Thanh Hóa ở mùa giải này chơi trên sân khách không tốt. Họ chưa có chiến thắng nào trên sân khách cả và chỉ hòa và thua thôi. Cho nên là trước một Sài Gòn đang có cái phong độ tốt và đang rất quyết tâm để trụ hạng thì ít nhiều Thanh Hóa cũng sẽ gặp cái khó khăn trong cái cách đá phòng ngự phản công của Sài Gòn. Cho nên ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng Thanh Hóa sẽ không có được cái chiến thắng đậm như ở lượt đi nữa đâu, có khả năng là sẽ chia điểm cùng với Sài Gòn ở vòng đấu này thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của hai trận đấu V-League diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những cái video mới nhất khi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.